Nhiều tiền cũng chán. Cái tên này trông vậy mà cũng lắm trò, nhưng xem mãi những trò như này cũng thật là vô vị. Thôi dẹp đi. Hey, lại là những món ăn nhạt tuyết. Còn mà dọn những thứ rác rưởi này lên bàn ăn cho ta một lần nữa là lũ chúng bay cứ liễu hồn đấy, biết chưa hả? Con xin ông, mong ông bớt giận, để con bảo nhà bếp bưng ra các món khác cho ông ạ. À, thôi dẹp hết đi cho ta, ngày nào cũng chỉ từng ấy món, ta chán lắm rồi. Dạ, nhà bếp đã thay đổi mỗi ngày cả chục món khác nhau, từ nấm tuyết nhĩ, súp di cá, bào ngư, dâng lên ông mà ông vẫn chưa thấy hài lòng sao ạ? À, mà con thấy ông có chuyện gì hay sao mà suốt mấy ngày nay con cứ thấy ông hết thở dán than dài, lại buồn bực trong người ạ? À, mày hỏi tao thế thì tao biết trả lời thế nào. Thôi, mày cũng lui cả đi, tao mất hứng rồi. Vấn đề của ta là gì mới được chứ? Cuộc sống giàu có không thiếu thứ gì là niềm mơ ước của biết bao người. Đáng lẽ ra ta phải là người hạnh phúc nhất chứ, cớ sao vẫn không hề cảm thấy vui vẻ? Chắc chắn phải có ai đó cảm thấy giống ta, hoặc chí ít có thể hiểu được vấn đề mà ta trăn trở. Cứ mãi quẩn quanh cũng không phải là cách tốt. Biết đâu ngoài kia thiên hạ có nhiều nhà thông thái có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Phải rồi, nên thế. Trời ơi, ông đang làm cái gì vậy? Cuộc đời ta tù túng như vậy là đủ rồi. Sở hữu trăm tấc đất, nghìn nhân công, quyền cao chức trọng, tiền của đề quề, nhưng ta chẳng lấy nổi một ngày được hạnh phúc. Ông nói lảm nhảm cái gì thế? Ta sẽ đi lên đường tìm kiếm định nghĩa thế nào là hạnh phúc và cách mà con người ta đạt được điều đó. Vậy thì đồ đạc có giá trị trong chiếc ba lô này là gì? Ông tính mang chúng đi đâu? Đi gần như là những thứ giá trị nhất của cuộc đời ta, tất cả đều trong cái bao đây cả rồi. Chuyến đi này, ai có thể nói cho ta biết cách để có được hạnh phúc, ta sẽ tặng cái túi cho người đó. Ông điên rồi, biết bao nhiêu thứ, tại sao cứ nhất định phải là những thứ đáng giá như thế này cơ chứ? Để biết được thế nào là hạnh phúc, ta sẵn sàng đánh đổi bằng từng này của cải. Ông lú lẫn rồi, cả gia tài của chúng ta đều nằm trong này hết đấy. Ông hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Kiếp này ta muốn sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn, vậy thôi. Tôi xin ông đấy, hay là ông để cho nó đi cùng ông, có gì của cải còn có người canh non dùm. Bà nói phải đó thưa ông, để con đồng hành cùng ông ạ. À, không ai được phép đi cùng ta cả, chỉ một mình ta thôi. Cụ ơi, phiền cụ một chút, cụ có biết quanh đây có nhà thông thái nào không ạ? À, tôi không rõ thưa ông. Ông có vấn đề gì sao? Chẳng giấu gì cụ, sống gần nửa đời người, nay tôi quyết tâm đi tìm kiếm đáp án để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để có được hạnh phúc. Nhưng tôi đã gặp rất nhiều người mà không có ai trả lời cho tôi câu hỏi đó. Sao cơ? Trong ông không phải là người nghèo khổ, vậy có lẽ hạnh phúc của ông không phải là của cái tiền bạc rồi. Có lẽ vậy, tôi cũng không biết nữa. Tôi có đủ đầy, cuộc sống tiền bạc của cải nhiều không kể xiết, bao nhiêu người mơ ước còn trả được, vậy mà tôi không có nổi một ngày hạnh phúc. À, ở cuối làng này có một nhà thông thái, ông ấy nổi tiếng học rộng hiểu cao, không ai trong vùng này bì được. Không hay ông ấy có thể giúp gì cho ông không, nhưng cứ thử xem sao. Tốt quá, cảm ơn cụ, đã làm phiền cụ rồi. Chào ông, xin hỏi ông là... Chào ông, thưa ông, tôi đến đây là có một mục đích. Gia sản cả đời tôi đang ở trong cái túi này, trong đó có rất nhiều châu báu đáng giá. Chỉ cần ông nói cho tôi biết
làm sao có hạnh phúc, thì cái túi này chính là của ông. Ông nói thật hay vẫn chơi vậy? Ông bằng lòng đổi cả túi tài sản cả đời chỉ để lấy câu trả lời làm thế nào để có được hạnh phúc thôi sao? Nhưng tôi dám đảm bảo điều đó. Ôi, đứng lại! Trả túi đồ cho tôi! Mau đứng lại! Có ai đó không? Cướp! 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 Đứng lại! Trả lại đồ cho tôi! Cả gia tài của tôi! Ta bị lừa rồi! Ôi! Tâm huyết cả đời của ta! Nhà thông thái cái gì chứ? Đồ ăn cướp thì có! Tên tham lam, độc ác! Ta sẽ không tha cho ngươi đâu! Ngươi động phải nhầm người rồi! Được lắm! Mai ta sẽ đi báo quan! Vàng bạc châu báu cả đời ta! Không thể dễ dàng bị đánh mất! Này ông! Thôi, tôi trả lại cho ông! Ôi, may quá! May quá! Nó đây rồi! Của cả châu báu cả cuộc đời của tôi! Ôi, không phải ông định lấy mất của tôi rồi sao? Bây giờ ông thấy thế nào? Có hạnh phúc không? Rất hạnh phúc! Tôi thấy rất hạnh phúc! Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như này cả! Đây! Giờ ông đã tìm được hạnh phúc của mình rồi! Sao nào? Đây có phải là câu trả lời mà ông mong đợi? Ta... Chính ông đã tự trả lời cho câu hỏi khiến ông dây dứt bấy lâu nay đây! Do con người luôn xem những gì mình đang có là đương nhiên, vì thế họ mới không thấy hạnh phúc. Chỉ khi ông bị mất mát điều gì đó, ông mới cảm thấy trân trọng nó. Ồ, thì ra là vậy sao? Hiện ông đã hiểu những gì mình đang có là vô cùng quan trọng. Cái túi ông đang ôm chặt đó, giờ có còn muốn tặng cho tôi không? Ta... Thôi, ta cũng chỉ muốn ông nhận ra được triết lý giản đơn của đời người về hạnh phúc. Nếu ông đã nhận ra rồi, thì ta xin phép. Cảm ơn ông đã giúp ta hiểu được điều vốn tưởng chừng đơn giản mà lại vô cùng có ý nghĩa. Người mẹ. Hôm nay ba được về sớm, hết quá. Ừ, lâu lắm ba mới đi đón con đúng giờ. Mình về nấu cơm nha ba. Bà nội vừa gửi lên bao nhiêu là rau củ. Thế cũng được, nhưng hôm nay cô Uyên lần đầu đến nhà mình chơi. Em có phiền không? Nếu em không thích thì đi ăn nhà hàng cũng được. Em cũng thích nấu ăn ở nhà hơn. Em sẽ nấu món gì đó thật ngon cho ba con anh cùng ăn nhé. Cô Uyên là nhất. Để cô xem bà nội gửi cho cô tí rau gì nào. Ôi, sao vậy em? Rau hỏng hết rồi anh à. Từ hôm mẹ gửi ra, anh cũng chưa sờ tới. Ba với con toàn ăn nhà hàng thôi cô ơi. Chả nấu ăn bao giờ. Tuần nào bà nội cũng gửi rau lên, nhưng lại hỏng hết thôi. Bà nội chăm hai cha con ghê ha. Bà nội có vườn rau rộng lắm cô ơi. Bà bảo bà trồng rau chỉ để cho ba ăn thôi. Tuần nào bà cũng gửi lên cà chua này, khoai tây này, rồi cả những rau gì nữa mà con không có biết tên. Mẹ lúc nào cũng coi anh như trẻ con vậy. Rau gì anh thích ăn, mẹ đều cặm cụi trồng rồi gửi lên. Mà anh thì bận quá, chẳng có thời gian mà nấu nữa. Mẹ anh mà biết rau của mẹ héo hết thế này, chắc mẹ buồn lắm. Mấy củ khoai tây vẫn chưa hỏng cô này. Cô nấu món canh sườn hầm khoai tây đi cô. Cháu thích ăn món ấy lắm. Ôi, cô cũng thích. Cô cháu mình hợp nhau ghê. Nếu cô Uyên là mẹ cháu thì lúc nào cháu cũng được ăn cơm ở nhà và ăn rau của bà nữa. Bà ơi, cô Uyên nấu canh khoai tây ngon như bà nấu vậy. Cô ấy cũng hiền nữa. Thế à? Cô Uyên nào thì con. Cô Tí lại nói nhăng nói cuội rồi. Dạo này mẹ gầy đi nhiều. Mẹ vẫn khỏe lắm, con mới gầy đi đó. Con đang lo lắng chuyện gì, đúng không? Chỉ có mẹ là hiểu con thôi. Mẹ ơi, nếu con nói con đang yêu một cô gái, thì mẹ nghĩ sao ạ?
Thì mẹ ủng hộ cả hai tay chứ sao nữa. Mẹ nói thật à? Ừ, vợ con đã mất cũng 5 năm rồi. Con cũng cần có người bên cạnh chia sẻ buồn vui chứ. Nhưng con cứ băn khoăn, chuyện mẹ kế con chồng có bao giờ tốt đẹp? Con có tin người con yêu là một cô gái tốt không? Con tin chứ ạ. À, nhưng tốt với con là một chuyện, còn tốt với cô Tí hay không lại là chuyện khác. Làm sao cô ấy có thể yêu thương cô Tí như chính con cô ấy sinh ra được? Mà con á, thì không bao giờ muốn cô Tí phải chịu thiệt thòi. Có một chuyện mẹ phải kể với con. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ là mẹ kế của con. Mẹ là mẹ kế của con ư? Đúng vậy. Mẹ lấy ba con khi con chỉ vừa hơn 3 tuổi một chút. Ngày sau đó, cả nhà mình chuyển ra Bắc. Còn quá bé, con không thể nhớ được. Nhà mình cũng không có người quen nào ở đây, nên không ai biết cả. Mẹ cũng dặn ông bà nội ngoại đừng nói gì về chuyện này, để con được lớn lên hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Mẹ là mẹ kế của con. Ba, ba ơi. Ba, ba lại đang nhớ cô Uyên phải không? Ờ, ba đang nhớ bà nội của con. Bà nội à? Bà nội tốt nhất trên đời ba nhỉ? Ừ, ba là người mẹ tốt nhất của ba. Mà Tí này, còn con muốn cô Uyên... Cô Uyên sao ạ? Cô Uyên sẽ trở thành mẹ của con. Có chứ ạ. Con rất yêu cô Uyên. Ba, có thật là cô Uyên sẽ thành mẹ của con không ạ? Đúng rồi, con trai, sẽ sớm thôi. Hoàng hôn tím. Nào bà lão, chúng ta về nhà thôi. Để tôi dìu bà đi nha. Ừ. Bà ngồi đợi tôi chút nha. Để tôi vào dọn dẹp chút. Ông bà Kuroki đã về rồi đó hả? Ờ, bà Chisu đó hả? Mời bà vào chơi. Sức khỏe của bà thế nào rồi? Ai, tôi buồn quá. Bị bệnh tiểu đường, giờ mắt mũi chả thấy gì, tôi thấy mình thật vô dụng. Ấy, sao bà nói thế? Bà phải nghĩ cho ông lão nữa chứ, phải sống vui vẻ để ông ấy còn có điểm tựa. Từ lúc về nhà tới giờ, bà ấy cứ ủ rũ như vậy, làm tôi cũng não cả ruột. Bà Chisu ở lại uống trà, nói chuyện với bà ấy cho vui nha. Thôi, mai tôi ghé, nay nhà tôi có khách. Tôi phải về sớm chút. Ông bà nghỉ ngơi. Vâng, chào bà. Bà lại nhà. Vâng, chào ông. Ở đây vắng quá. Kể ra hàng xóm láng giềng gần gũi chút, thì bà ấy sẽ có người trò chuyện. Bà ấy sẽ quên đi sự phiền muộn trong lòng. Cứ buồn bã vậy hoài á, thì bệnh càng thêm nặng thôi. À, Hoa Chi Anh đây mà. Thơm quá, hình như là Hoa Chi Anh. Đúng Hoa Chi Anh rồi. Bà tin thật đấy, vẫn nhớ mùi hương này sao? Nhớ chứ, cứ ngửi cái mùi hoa này là tôi nhớ ngay đến cái hồi bọn mình còn trẻ. Ông tặng tôi suốt mà. Nhà tôi chỉ có ít hạt giống Hoa Chi Anh này thôi, cũng chưa có thời gian để trồng. Ông cứ cầm lấy đi. Ừ, cảm ơn bà, tôi muốn trồng ít hoa này trong vườn. Bà lão nhà tôi rất thích ngửi mùi thơm của loại hoa này. Tôi nghĩ nó sẽ giúp bà ấy phấn chấn hơn. Vâng, tôi cũng mong bà Kuroki sống vui vẻ, khỏe mạnh. Ừ, tôi về nhé. Khi nào rảnh bà nhớ ghé qua nhà tôi chơi với bà ấy cho vui.
Chà, thơm quá ông lão ơi. Tôi có cảm giác như mình đang đứng giữa rừng hoa với anh vậy. Thật tuyệt vời. Một rừng thì không, nhưng một luống thì có. Tôi đã gieo trồng luống hoa chi anh để tặng bà đó. Tôi dẫn bà ra đó nha. Hoa gì mà đẹp thế? Một dãy hoa thật tuyệt. Chúng ta qua đó xin chủ nhân cho chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm đi. Đúng vậy, đi nhanh lên. Dạ chào hai cụ. Hai cụ có luống hoa đẹp quá. Chúng tôi có thể ngắm nhìn chúng được không ạ? Ồ, được chứ, được chứ. Mọi người cứ tự nhiên. Hoa chị anh đấy. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nhiều hoa thế này. Hoa đẹp quá. Ông lên pha trà mời khách đi. Chẳng mấy khi nhà mình có khách, họ cần phải được tiếp đón chu đáo. Ừ, tôi biết rồi. Tôi đi lấy trà luôn đây. Lâu lắm rồi tôi mới được một bữa vui vẻ thế này. Ước gì sẽ có khách qua chơi thường xuyên thế này. Nhiều hoa quá, đẹp quá, đẹp quá. Ông Kuroki này chịu khó thật, trồng cả rừng hoa thế này. Ngưỡng mộ ông ấy quá. Ừ, ông ấy dành nhiều tâm huyết cho đội hoa này lắm. Bà Kuroki chắc vui lắm. Cảm ơn ông vì vườn hoa này. Nhờ chúng mà tôi đã tìm lại được niềm vui. Việc này có là gì, chỉ cần bà vui, thì dù trồng hoa chi anh cả nước này, tôi cũng làm được. Thần chết, hắt xì hơi. Làm sao thế này nhỉ? Sao dạo này con cứ hắt xì suốt thế hả? Có khi nào con bị cảm không mẹ? Dòng họ thần chết, xưa nay ai bị cảm đâu con. Chỉ có con người mới có thể làm ảnh hưởng đến dòng dõi thần chết thôi. Mẹ hay thật, làm gì có chuyện con người ảnh hưởng đến thần chết chứ. Mẹ anh nói câm có sai. Tóm lại, anh tự lo cho cái thân của anh đi. Mẹ phải đi đây. Kỳ lạ thật đấy. Thật không thể chịu nổi. Làm gì có ai sắp chết đâu. Em yêu anh, thật đấy. Em đừng dại gì đi yêu một kẻ sắp chết. Ơ hay. Sắp chết? Anh bị bệnh hiểm nghèo sao? Em yêu anh, em sẽ cùng anh chiến đấu với bệnh tật. Anh không bị bệnh, anh chỉ chết thôi. Anh muốn tự tử à? Không phải. Tóm lại, tốt nhất là em đừng lại gần một kẻ sẽ chết như anh. Anh không yêu tôi thì thôi, sao lại viện vào cái lý do điên rồ đó? Anh nghĩ tôi là con ngốc hả? Một kẻ sắp chết như anh làm gì có quyền yêu. Té ra thằng nhóc này là nguyên nhân cho mấy cơn hắt xì phiền toái của mình. Xem nào. Mệnh lắm. 24 tuổi là đi rồi. Gì cơ? Ơ, cái tay thầy bói này quyền to thật đấy. Còn không được đi picnic cùng các bạn. Không ăn uống ngoài đường. Không tự ý đi xe. Cô mà không bày trò bói toán thì cái nhà này đã không ra cớ sự này. Đằng nào con cũng chết, đến lúc đấy anh muốn đi đâu thì đi. Ai, đúng là thê thảm vì cái trò mê tín dị đoan. Để xem mình có thể làm gì được nào. Cũng hợp đấy chứ. Làm một quẻ không cậu? Ế hàng quá, tôi không xem đâu. Ngoài xem quẻ ra, tôi còn biết xem tướng đấy. Tôi đã bảo là không xem rồi. Cậu nghĩ là mình sắp chết đúng không? Ờ, tại sao biết? Tôi là thầy bói mà. Chuyện gì tôi chả biết. Đưa tay đây tôi xem cho. Không đúng, không lấy tiền. Xem ra cậu sẽ có một tuổi trẻ đầy tươi đẹp đấy. Ông nhầm rồi. Tôi có một tuổi trẻ tệ hại. Tôi sẽ chết. Tôi chưa nói hết. Cậu sẽ phải cố gắng
thì mới có được những ngày tươi đẹp ấy. Đường chỉ tay này cũng không nói khi nào cậu sẽ chết cả. Ông bảo gì cơ? Không phải tôi sắp chết ư? Tôi nói thật với cậu, đến cả thần chết cũng không biết trước được cái chết của con người. Huống hồ là một thầy bói. Cái chết chỉ thực đến khi người ta tuyệt vọng. Sống ý nghĩa một ngày, hơn trăm năm lạc trong chán chường, khổ ải. Bao nhiêu người mắc bệnh nặng vẫn trân quý từng ngày để sống hạnh phúc và không ngừng chiến đấu với bệnh tật để giành lấy sự sống. Đằng này, cậu lại là một người khỏe mạnh. Đúng là tôi đã ngu muội khi để cuộc sống của mình chìm trong u tối. Tôi chưa một lần nghĩ rằng mình nên làm khác đi. Cảm ơn ông rất nhiều. Cậu hiểu ra là tốt rồi. Thôi, tôi phải về đây. Tôi còn chưa gửi tiền ông. Thôi, xem như là món quà tôi tặng cậu đi. Thực sự anh thích em từ lâu lắm rồi. Ổn rồi, đi ngủ thôi. Chỉ cần có mẹ thôi. Na ơi, mẹ về rồi này. Mẹ. Mẹ ơi, con quạt cho mẹ nhé. Mát không mẹ? Mát, mát lắm. Con gái yêu của mẹ giỏi quá. Đúng là mau mủ. 6-7 tuổi đầu đã biết thương mẹ rồi. Chứ không như cái người bạc tình bạc nghĩa kia. Mẹ, trời đánh tránh miếng ăn. Sao mẹ cứ lôi cái chuyện ấy ra nói giữa bữa cơm mới được à? Tại bà mà mẹ giận rồi. Con không chơi với bà nữa. Chưa ngủ còn làm cái gì đó? Con giận mẹ à? Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Dù gì cũng tại con mà con bé không có được hạnh phúc trọn vẹn từ cả ba và mẹ. Con thấy mình tệ quá. Mẹ à, con định sẽ lên thành phố lập nghiệp. Có ông đạo diễn nổi tiếng về nhà máy tập văn nghệ. Ông khen con hát hay, lại ưa nhìn. Ông sẽ giúp con trở thành diễn viên. Tưởng lên được tivi mà dễ. Báo khóc phải khóc, báo cười phải cười. Con làm được không? Con cũng có tố chất mà mẹ. Diễn thì tập là được mà. Còn con Na, để cho ai? Ở nhà với bà chứ sao? Người ta cho mình cơ hội mà không nắm lấy là thiệt. Con nghĩ cho kỹ đi. Nó còn nhỏ, ba đã không có rồi. Mẹ đi nữa không được đâu con. Mẹ cứ làm như con đi hẳn không về nữa ấy. Bao giờ con đi? Cuối tuần con đi rồi mẹ ạ. Mẹ ơi, mẹ thương con thương cháu. Mẹ cố gắng chờ con đổi đời mẹ nhé. Chị xem kỹ lại giúp em với. Đạo diễn Kiên nói sẽ giúp em đăng ký vào lớp diễn viên tài năng mà. Tôi không biết. Tôi chỉ tuyển người đóng thú bông trong công viên thôi. Cô có làm không? Đóng thú bông ư? Sao lại thế được? Rõ ràng anh ấy cầm của tôi 10 triệu tiền phí đào tạo rồi mà. Cô này hay nhỉ? Nói bao nhiêu lần rồi? Một là làm, hay là về đi cho tôi làm việc. Sáng ra đã lằng nhằng. Na ơi, làm sao bây giờ hả cô? Mẹ làm mất hết rồi. Mẹ còn mặt mũi nào nhìn bà, nhìn con nữa đi. Công việc đơn giản lắm. Quản trò bảo làm gì thì làm. Thân thiện với tụi trẻ con là được. Nhảy múa hoặc náo vào đấy. Vâng ạ. Con gái à, mẹ nhớ con quá. Muốn về với con quá. Ước gì mọi chuyện chỉ như một giấc mơ thôi. Có đoàn học sinh đến đấy. Diễn cho tốt vào nhé. Các con, chúng mình đến chào bắt gấu đi nào. Thôi được. Bé Na. Là bé Na phải không nhỉ? Không thể để con bé nhận ra mình được. Cha, bụng bắt gấu êm quá. Còn ấm nữa. Ấm như bụng mẹ ấy. Bắt gấu, bác làm sao thế? Sao bác khóc? Bác lo chúng cháu đi rồi bác sẽ buồn đúng không? Bác đừng khóc. Cháu cũng rất nhớ mẹ, nhưng cháu không bao giờ khóc. Nếu biết cháu khóc, mẹ cháu sẽ rất buồn.
Bác mà khóc là gấu con buồn đấy. Bé Na, con nói với bác gấu điều ước đi. Nhanh, còn đến bạn tiếp theo. Cháu ước mẹ cháu về với cháu. Bác đừng quên điều ước của cháu nhé. Bác gấu đi đâu thế nhỉ? Bác gấu, bác sao thế ạ? Bác không sao. Cháu ra chơi với các bạn đi, kẻo sắp đến giờ về rồi. Bác có thể hóa phép gửi bức thư này cho mẹ cháu được không ạ? Các cô giáo bảo bưu điện xa lắm, ô tô sẽ không đi qua đó. Được, bác nhất định sẽ chuyển giúp cháu. Cháu cảm ơn bác gấu ạ. Mẹ ơi, bà bảo mẹ đi làm kiếm tiền để mua quà cho con. Con không cần quà đâu ạ. Con không cần búp bê, không cần cặp sách công chúa. Con chỉ cần mẹ về với con thôi. Con gái, con về trước với các bạn nhé. Sớm mai mẹ sẽ về với con. Mẹ sẽ không đi đâu nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.